Nếu như nó có chế độ dính dính tâm dễ vậy. Bánh gà ấy, sao tách này solo sao là ai rồi? Có vẻ như memo xử lý không được, độ nhạy các kiểu nó không có mượt mà bằng tự tắt. Bị giết rồi. Ok, nói chung kia game FIFA giờ sao ứng dụng nào cũng FF không được chăm nữa rồi, chán quá, càng cập nhật càng lắp.